Đây, máy bắt đầu bây giờ lên nè. Tụi em làm xong rồi em gu cái chân ha. Đó. Giờ bắt đầu ve lên, ve cái này thì nó không có bật, khỏe máy hơn ha, anh em về chỉ cần xuống thẳng cũng được. Những cái mô đất nào cao xuống an toàn nhất. Nay đi hai chiếc, chuẩn bị con kia xuất quân đi, tối nay mới đi. Rồi, máy vô lọc tót. Vô bình thường anh em kết thúc video đây ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Rồi chào các bác nha. Thì em đang làm mới cái chiếc DC60 này, bởi vì lu bu quá cho nên không có quay được cái lúc làm á. Thì bây giờ đã làm tới đây ha. Đây, chiếc 60 hộp số cũng đã làm sạch bách lại chân ha. Đây, tùng mới thay vô như cua ro, lưới đập rồi gì sàn rồi gì nóc hết nha. Đó, trong quá trình hoàn thiện thì khi nào xong mình sẽ quay cho anh em xem. Thời gian làm mới này là khoảng 15 ngày rồi xong. Đó. Chân đây. Rồi bây giờ dán tem ha, do hết tem 60 cho nên dán đỡ tem 70 lút luôn. Rồi nó đẹp chứ để trong bóc thì xấu lắm. Đó. Đấy, gắp hàm hoàn chỉnh hết rồi ha. Đây là bằng cuốn nó đây ha. Đó, thì nóc. Bên đây. Rồi chào anh em nha. Cái máy 60 làm mới này giờ đã làm xong rồi. Do không có tem 60 cho nên em dán đỡ tem 70 nha. Ông gì dịch quá cho nên mấy cái hàng phụ tùng họ không có phân phối được, chứ là không có nhập được. Thì bây giờ em đang chuẩn bị lên máy. Đó, máy này thì về Bắc Cạn ha. DC60 làm mới nguyên con luôn ha. Đó. Thì ở cuối video em có quay cái lúc mà làm của nó, cái gì anh em theo dõi phía cuối video ha. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long á. Cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Ê, hai container chứ của máy gạch và điện hợp, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Thank you.
Phía trước này thì mình để một số cái máy, hai máy mới 4018 của Thái nguyên chiếc á. Cái này máy mới trăm trăm nhập từ Thái luôn. Năm công 18 nè. Với lại 4708. 6040 thì mình còn nhiều lắm. Có 5-6 chiếc rồi. Assay 1540 ha. 47 nè. Đây là mấy cái máy D mình chuẩn bị thanh lý cho nó xả hàng.